Thưa quý vị, dự báo từ gần sáng và ngày mai, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc và trời sẽ chuyển rét đậm vào đúng ngày đầu tiên của tháng chính đông. Và đến khoảng trưa mai thì không khí lạnh gần như ảnh hưởng toàn bộ Bắc Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh từ sớm nên từ sáng mai, nhiệt độ ở khu vực các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng và cả Lạng Sơn đã thấp dưới 20 độ, trời rét từ sáng. Với khu vực Trung Du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ chỉ khoảng từ 23 đến 24 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 24 đến 26 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm nay cho đến trưa và đầu giờ chiều ngày mai vẫn chưa chịu tác động của không khí lạnh, vì thế toàn vùng vẫn có nắng. Từ sau 13 giờ chiều mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc miền Trung. Sau đó đến tối mai thì sẽ ảnh hưởng xuống khu vực Trung Trung Bộ, sau đó sẽ là khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm ngày 30 tháng 11 trở đi, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày ít mưa, nắng nhiều. Trong đêm nay và ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chỉ có mưa một vài nơi, ngày trời nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên là từ 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Trên biển, từ ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2,5 đến 3,5 mét. Đối với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió cũng chuyển hướng Đông Bắc mạnh ở mức cấp 4, cấp 5, có mưa rải rác.